Mặc dù nằm xa tâm bão số 12, nhưng từ đêm 3 tháng 11, thành phố Đà Nẵng bắt đầu có mưa to và gió mạnh. Lúc 9 giờ 30 phút ngày 4 tháng 11, một cây cổ thụ có đường kính gần 1 mét, cao 20 mét trên đường Hùng Vương cạnh chợ hàng thành phố Đà Nẵng bị bật gốc ngã đổ đè lên nhiều phương tiện. Một người đàn ông điều khiển xe máy biển kiểm soát 92E102263 đang dừng bên đường bất ngờ bị phần ngọn cây ngã đè, bị thương nặng phải đi cấp cứu. Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, lúc cây ngã đổ có nhiều phương tiện qua lại và đông đảo người dân đi chợ. Vì quá hoảng sợ nên nhiều người đi chợ phải tháo chạy. Do thân cây lớn ngã đổ chắn ngang đường nên giao thông qua đường Hùng Vương ách tắc cục bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa đường để nhân viên công ty công viên cây xanh Đà Nẵng dùng các phương tiện để cắt nhỏ thân cây. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường được giải phóng, tuyến đường thông suốt trở lại.